ba khía. Cậu dám lừa tôi hả? Giao hàng kém chất lượng, để cửa hàng của tôi mất uy tín với khách là sao? Cậu là băng như vậy hả? Dạ, tôi xin lỗi. Chị ơi, chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Nhầm lẫn cái gì mà nhầm lẫn? Hôm qua tôi mới nhận lô hàng này mà. Thôi được rồi, bây giờ chị đợi nha. Để tôi kiểm tra rồi tôi gọi lại báo chị biết nha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Sao kỳ vậy ta? Alo. Dạ phải. Lô hàng của em á vừa bốc mùi nữa. Mua bán gì kỳ vậy? Dạ không. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó chứ không phải đâu. Dạ, bây giờ cho tôi thời gian để tôi kiểm tra lại, có gì tôi sẽ báo lại nha. Nhanh, dạ. Alo. Tôi xin lỗi, cho tôi thời gian nha. Tôi kiểm tra tất cả mọi thông tin rồi tôi sẽ liên lạc lại nha. Dạ. Chuyện gì vậy bay? Tía. Cái gì? Con không hiểu sao từ sáng giờ con nhận những cuộc điện thoại toàn là khách hàng gọi bán vốn không à. Họ nói là sản phẩm của chúng ta kém chất lượng, làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của họ. Làm sao có cái chuyện đó được? Sản phẩm của mình là từ xưa tới giờ toàn là mua hàng tươi hàng sống. Mình lựa cái thứ tốt mình làm sao mà kém chất lượng được? Thì bởi vậy. Nhưng mà điều đáng nói, họ tất cả đều là những khách mới hết. Theo thông tin họ nói thì trước đây mình chưa bao giờ giao hàng cho họ, nhưng họ lại nói là nhận được hàng từ bên mình. Và khi họ đọc được số liệu, tên sản phẩm với địa chỉ thì đúng là địa chỉ của bên mình. Sao lại có chuyện đó được? Trừ khi là có người dám mạo nhận cái thương hiệu của mình. Dũng cũng mới về. Khiết, bà ngồi xuống đây. Gì? Bà ngồi xuống đây. Bà đi đâu? Chuyện gì? Bà ngồi xuống, tôi muốn hỏi bà. Ông hỏi chuyện gì? Có phải là bà làm lỗi gì với cái gia đình này không? Tôi làm gì có. Đúng rồi đó Dưỡng. Hôm qua tôi nghe mấy người bác Ba Khía nói là từng bán hàng cho thằng Hẹn. Có phải là bà với thằng Hẹn thông đồng với nhau mua hàng bên ngoài rồi bán đi cho người ta đúng không? Bà nói thiệt đi. Chứ bà đừng có để mà tôi á, mà tôi phát hiện được á, đó là sự thiệt đó nha. Tôi không có nể cái tình vợ chồng đâu. Tôi xin lỗi ông. Đúng là tôi với thằng Hẹn có mua Ba Khía để làm ăn riêng. Nhưng mà tôi không ngờ chuyện này nó lại xảy ra to tát nên như vậy. Có phải vì lấy nhãn hiệu của gia đình chúng ta để kinh doanh không? Từ sáng tới bây giờ thằng Ba Khía nhận được biết bao nhiêu cuộc điện thoại mắng vốn của khách hàng. Người ta nói là mình giao sản phẩm kém chất lượng. Có phải là bà với thằng Hẹn làm cái chuyện này không? Hẹn. Dạ. Có phải chính mày với lại dì mày đi mua sản phẩm kém chất lượng rồi giao hàng cho khách không? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Nói thật ra con làm chuyện này á là dì kêu con làm sao thì con làm vậy thôi. Tại con nghĩ, con nghe dì nói dì muốn kinh doanh, kiếm thêm chút tiền để bỏ túi riêng, cho nên con mới giúp dì thôi. Chứ con đâu có ngờ nó xảy ra một chuyện như vậy đâu. Trời ơi là trời, tại sao mà người nhà lại đi hại nhau như vậy? Má, tại sao má lại làm như vậy? Còn anh nữa, tự nhiên đi nghe lời má em đi làm theo là sao? Hai người có biết á là cái thương hiệu là nhà này phải khó khăn lắm mới gây dựng được không? Tại sao vì lợi ích riêng mà má bất chấp vậy hả má? Thiệt là tôi không hiểu bà. Bà có còn cái đầu óc không nữa. Bây giờ dì nói thật cho con biết đi. Có phải trong chuyện này có người xúi giục gì không? Tới nước này rồi mà bà còn ngồi im. Bà không nói tới được cái kẻ hại gia đình mình hả? Là thằng Lịch nó xúi tôi đó. Trời ơi, lại là cái thằng Lịch. Thằng Lịch nó kêu bà làm. Bà biết thằng Lịch nó hại cái gia đình này bao nhiêu lần không? Nó nói là nó muốn giúp cho tôi kiếm tiền riêng, để ông và mọi người khỏi có khi dễ tôi.
có tiền rồi thì người ta sẽ trọng dụng tôi, với người nhà không có khinh mình, cho nên tôi mới nghe lời. Chứ tôi đâu có muốn làm vậy đâu. Trời ơi là trời, từ xưa tới giờ tôi có để cho bà thiếu thốn gì không? Bà biết thằng Linh nó là kẻ thù của con mình không? Hả? Mà tại sao bà nghe nó bà làm như vậy? Bà có lương tâm không? Thôi mà Dượng, chẳng qua là tôi muốn kiếm tiền riêng để tôi lo cho cái nhà này thôi chứ bộ. Tôi đâu có ham tiền đâu. Tôi không cần. Bà chỉ cần ngồi yên là được đâu. Tôi biết lỗi rồi, ông đừng có chửi tôi nữa. Bà cầm đi. Tía, tía đi đâu vậy tía? Tía đi công chuyện. Dượng, Dượng ơi. Tía. Dượng ơi. Thôi để anh chạy theo coi tía sao đã. Thôi, anh để cho tía đi một mình đi cho thư thả. Mà má nữa, hết lần này tới lần khác à, con cũng không biết nói má sao nữa.